Quan chức Mỹ cho biết Ukraine bắt đầu các hoạt động tập kích để mở đường cho đợt phản công quy mô lớn nhằm giành lại khu vực Nga đang kiểm soát. Các hoạt động định hình chiến trường có thể diễn ra trong nhiều ngày trước khi Ukraine mở đợt phản công, một quan chức Mỹ ngày 11 tháng 5 cho biết. Định hình chiến trường là chiến thuật tiêu chuẩn được triển khai trước khi một lực lượng quân sự thực hiện hoạt động hiệp đồng quy mô lớn. Hoạt động này liên quan đến tập kích mục tiêu như kho vũ khí, sở chỉ huy, khu vực tập kết tăng thiết giáp và trận địa pháo để chuẩn bị chiến trường cho lực lượng tiến công. Khi phát động đợt phản công vào cuối hè năm ngoái ở phía Đông Bắc và phía Nam, Ukraine cũng mở một số đợt tập kích để định hình chiến trường. Hoạt động này chủ yếu diễn ra ở khu vực tỉnh Kherson phía bờ tây sông Dnieper, chủ yếu do pháo phản lực SIMAS thực hiện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 5 cho biết quân đội nước này cần thêm một chút thời gian chuẩn bị trước khi phát động chiến dịch phản công để chờ viện trợ quân sự phương Tây đến, trong số này có nhiều lô xe tăng và thiết giáp. Một số blogger quân sự Nga cùng ngày cho biết Ukraine đang tiến quân ở phía nam và phía bắc thành phố Bakhmut nhằm tạo đột phá ở nhiều nơi. Bộ Quốc phòng Nga sau đó bác thông tin, khẳng định tình hình chiến trường trong tầm kiểm soát và lực lượng nước này đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Ukraine. Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập tới chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Giới chức Ukraine tuyên bố sẽ mở chiến dịch khi thời cơ đến và khẳng định đợt phản công sẽ khiến cả nước Nga hoảng loạn. Tài liệu của Lầu Năm Góc bị dò dỉ gần đây cho biết Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở phía Đông và phía Nam. Một báo cáo được soạn hồi tháng 2 nhận định, Ukraine khó đạt được mục tiêu trong đợt phản công. Các báo cáo gần đây đánh giá Ukraine có thể đạt bước tiến ở miền Nam và miền Đông, song không thể lặp lại thành công như đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9 năm 2022 ở tỉnh Kharkov. Giới chức Ukraine đang cố gắng hạ thấp kỳ vọng về chiến dịch phản công do lo ngại những gì diễn ra có thể không như mong muốn. Nhiều chuyên gia phương Tây nhận định sau khi Nga củng cố phòng tuyến dài hơn 1.000 km, các đơn vị Ukraine khó có thể tiến xa trong đợt phản công với nguồn lực hiện nay.